Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh vào chiều ngày 28 tháng 4, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn như sau. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng, tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và không tụ tập đông người. Tạm dừng các hoạt động văn hóa quần chúng tập trung đông người không cần thiết, hạn chế tối đa các cuộc họp, hội nghị không thực sự cần thiết. Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, yêu cầu cán bộ công chức hạn chế ra khỏi tỉnh, khuyến cáo người dân hạn chế tối đa đi du lịch tham quan, thăm thân nhân ngoài tỉnh. Xử lý nghiêm những cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực. Các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai, thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Huyện ủy Yên Lạc vừa tổ chức hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí thường trú, văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền về phát triển kinh tế xã hội của huyện Yên Lạc. Lãnh đạo huyện ủy Yên Lạc mong muốn các cơ quan báo chí quan tâm tăng cường thời lượng, tin bài, số trang tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh và huyện Yên Lạc. Tuyên truyền các bước, quy trình về bầu cử, các hoạt động chào mừng hướng về ngày bầu cử. Qua tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Để ngày 23 tháng 5 năm 2021 thực sự là ngày hội của toàn dân. Cùng với đó, huyện ủy Yên Lạc đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong lĩnh vực thu hút đầu tư, xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị và xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tam Đảo tổ chức hội nghị tập huấn cho nữ ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại lớp tập huấn, các nữ ứng cử viên được chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp nắm bắt thông tin, lựa chọn thông tin và các vấn đề mà cử tri quan tâm để đưa vào chương trình hành động, tạo sức thuyết phục, nhận được sự ủng hộ cao của cử tri. Qua đó nhằm đảm bảo thực hiện các nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2021, lãnh đạo huyện Tam Dương đã tổ chức thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công, gia đình chính sách có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Huyện Tam Dương đã thành lập 10 đoàn đi thăm hỏi và trao tặng 102 xuất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công, gia đình chính sách tại 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo huyện Tam Dương đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe và ghi nhận những đóng góp hy sinh to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, gia đình chính sách, có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo huyện Tam Dương cũng bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực đóng góp nhiều hơn nữa trong xây dựng và phát triển huyện nhà. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã có hàng triệu thanh niên nhập ngũ chi viện cho các chiến trường, chiến đấu kiên cường, lập công xuất sắc. Trong đó, nhiều người con ưu tú của quê hương Vĩnh Phúc đã đi đến ngày cuối cùng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2021. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn nhắc đến những con người đặc biệt đã làm nên chiến thắng đặc biệt này. Chiến tranh đã lùi sâu vào quá khứ, nhưng kỷ niệm của một thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quang Lộc, người trực tiếp bắn rơi 5 máy bay của quân địch trong các trận đấu lịch sử của dân tộc. Có lẽ niềm vinh dự và tự hào nhất của người lính phòng không không quân năm xưa đó là chiến công bắn tan chiếc máy bay chở nhiều cố vấn và chỉ huy cao cấp của quân ngụy trên bầu trời Sài Gòn ngay trước ngày toàn thắng 30 tháng 4. Đây là chiến thắng có ý nghĩa quan trọng, góp phần cổ vũ và tiếp thêm động lực để bộ đội ta tiến thẳng vào Dinh Độc Lập, giải phóng miền Nam. Chiếc máy bay nó cháy giữa bầu trời Sài Gòn nó như một bó đuốc, có lẽ cũng hiếm khi mà chưa bao giờ có thể có một máy bay nó cháy, nó rơi ở cái độ cao khoảng 2 cây số từ độ cao, nó như một bó đuốc rất lớn từ từ là rơi xuống giữa bầu trời Sài Gòn như vậy. Cái chiến công này thực sự đã góp một phần rất lớn vào cái thành tích chung cũng như chiến công chung của mặt trận. Bởi vì lúc máy bay đấy nó đang chỉ huy các loại tốp máy bay khác để đánh bom vào các hướng tiến công của chúng ta. Mà chúng tôi đi với cái lữ đoàn đặc công 36, lữ đoàn tình báo đấy, họ có những tín hiệu cũng như là cái lệnh đặc biệt nào đó. Mà chúng tôi đem hai quả đạn chỉ được bắn một quả thôi, còn một quả là chúng tôi lại không được bắn tiếp mà phải giữ lại khi nào được lệnh. Thì đến ngày hôm sau, ngày 30 tháng 4 thì thực sự là giải phóng Sài Gòn, chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi và mình đã góp công vào cái thành tích chung của toàn mặt trận. Với cựu chiến binh Nguyễn Khắc Ba, những ngày tháng tư lịch sử cũng là thời điểm ý nghĩa để ông và những người đồng chí đồng đội cùng ôn lại những ký ức về một thời mưa bom bão đạn đầy tự hào của người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ. Cách đây 46 năm, người lính trẻ mang trong mình hoài bão chiến đấu vì độc lập của dân tộc đã gằn góc, dũng cảm, trực tiếp tham gia đánh vào sào huyệt cuối cùng và chứng kiến sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền ngụy. Sau khi đơn vị chúng tôi vừa đánh Đà Nẵng, giải phóng hoàn toàn Đà Nẵng xong thì chỉ một trong hai ngày gì đó thì là đơn vị lại được nhận nhiệm vụ là hành quân thần tốc giải phóng Sài Gòn Gia Định. Chúng tôi đều biết đây là một cái chiến dịch rất lớn, nó có cái tính chất là mang cái tầm quan trọng là quyết định cho việc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Với tinh thần tiến công thần tốc táo bạo quyết thắng, đơn vị đã đánh tan nhiều cụm cứ điểm co cụm của địch và đánh thẳng vào sào huyệt, bắt sống toàn bộ nội các của chính quyền Sài Gòn. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với người lính trẻ ngày nào, hình ảnh những chiếc hango thắt lưng của lính Mỹ hay phủ hiệu lính dù của quân đội Mỹ là minh chứng của một thời chiến đấu oanh liệt với những chiến công hào hùng trên khắp các chiến trường. Đó còn là niềm tự hào trước tầm vóc của chiến thắng, là niềm cảm kích trước sự hy sinh của mỗi chiến sĩ ở khắp các mặt trận và ở ngay cửa ngõ Sài Gòn. Nhìn lên trên nóc Dinh Độc Lập, chiếc lá cờ giải phóng tung bay phấp phới như là một thông điệp báo tin là chiến tranh đã kết thúc, Sài Gòn được giải phóng, miền Nam được giải phóng, đất nước được thống nhất. Trong lòng mọi chiến sĩ chúng tôi rất là xúc động, tự hào. Dù cuộc sống còn nhiều bộn bề lo toan, nhưng cựu chiến binh Nguyễn Khắc Ba luôn giữ vững phẩm chất người lính bộ đội Cụ Hồ bình dị và gần gũi. Với ông, phần thưởng cao quý nhất chính là sự tin yêu của đồng đội, đồng chí, sự kính trọng, quý mến của bà con lối xóm. Sau khi các đồng chí đã tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như bảo vệ biên giới, trở về với đời thường, thì các đồng chí là luôn luôn vẫn giữ vững phẩm chất anh bộ đội của Hồ, người cựu chiến binh Việt Nam, và nhất là cụ thể như đồng chí Trịnh Khắc Ba là hội viên hội cựu chiến binh của tổ dân phố Kiên Sơn. Bản thân đồng chí cũng trong bộ đội thì cũng đã được chiến đấu anh dũng. Khi trở về với đời thường, các đồng chí, bản thân đồng chí Ba vẫn tiếp tục phát huy giữ vững bản chất là tham gia các phong trào của địa phương. Đấy. Và đến bây giờ tuổi đã cao cùng với vợ con là chăm sóc các con các cháu, rồi là
phục vụ quê hương, vẫn có cái đau đáu cái suy nghĩ làm sao cho quê hương của thị trấn Đạo Đức ngày càng giàu mạnh phát triển. Trong cuộc chiến tranh đầy gian khổ của dân tộc, hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân để đổi lấy độc lập tự do cho Tổ quốc. Với lớp lớp thế hệ hôm nay, những hy sinh lớn lao của những người viết nên trang sử hào hùng như anh hùng Nguyễn Quang Lộc hay cựu chiến binh Nguyễn Khắc Ba, mãi mãi là bản hùng ca không bao giờ quên. Đến thời điểm này, đa số các khách sạn, nhà nghỉ, homestay tại khu du lịch Tam Đảo đều đã kín phòng đặt trước cho dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Lượng khách dự kiến sẽ tăng mạnh. Đây là diễn biến khả quan sau thời gian dài ảm đạm từ trước đó. Tuy nhiên, trước những nguy cơ cao về dịch COVID-19, chính quyền thị trấn Tam Đảo cũng như các nhà nghỉ khách sạn đã rất chú trọng về công tác phòng dịch, đảm bảo an toàn cho du khách, không để dịch xảy ra tại địa bàn. Là một trong những homestay lớn trên địa bàn thị trấn Tam Đảo, homestay Bách Xanh House đã được du khách đặt kín phòng cho những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 từ trước đó một tuần. Trước bối cảnh dịch bệnh đang có nguy cơ quay trở lại, bên cạnh công tác vệ sinh sân vườn, vệ sinh phòng ở được thực hiện thường xuyên, thì các biện pháp phòng dịch cũng được cơ sở này thực hiện nghiêm ngặt. Bất cứ du khách nào khi tới đây đều phải thực hiện khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn để đảm bảo an toàn. Để chuẩn bị cho công tác dịp lễ Tết 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay thì cơ sở nhà mình thì cái vài phần cơ bản thì đã được khách đặt phòng đầy đủ hết kín mấy ngày dịp lễ rồi. Còn về công tác chuẩn bị buồng phòng, công tác vệ sinh an toàn, công tác vệ sinh môi trường thì chúng tôi cũng đang tiến hành triển khai là làm đồng bộ để chúng làm sao đến ngày lễ là nó hoàn thiện. Và thứ hai là phải nâng cao cái công tác phòng dịch thì cũng hàng ngày cũng có phun thuốc diệt khuẩn chlorin B xung quanh khu vực, chuẩn bị nước diệt khuẩn, khẩu trang y tế đầy đủ cho các phục vụ trong mấy ngày lễ cho khách. Thị trấn Tam Đảo có tổng số hơn 100 khách sạn, nhà nghỉ, homestay đang hoạt động. Đến thời điểm này, đa số các cơ sở đều có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để sẵn sàng tiếp đón du khách. Đặc biệt, để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, các cơ sở đều thực hiện nghiêm việc trang bị phòng hộ cho nhân viên, cũng như bố trí đầy đủ vật tư, thiết bị để du khách rửa tay sát khuẩn và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc. Du khách đến tham quan trong những ngày nghỉ lễ cũng vì thế mà yên tâm hơn. Trong thời điểm hiện tại của cơ sở kinh doanh ở đây, mình thấy mọi cái biện pháp phòng chống về dịch rất là tốt. Khi bọn mình đến đây thì là chủ cơ sở có bắt bọn mình là khai báo về y tế và đeo khẩu trang cũng như là sát khuẩn bằng nước rửa tay khô. Mọi cái biện pháp mình thấy ở đây phòng rất là tốt. Năm nay, dự kiến lượng khách đến với Tam Đảo sẽ tăng cao. Để chuẩn bị cho du khách tới tham quan trong dịp nghỉ lễ, thị trấn Tam Đảo đang khẩn trương triển khai dọn vệ sinh ở khuôn viên trung tâm. Công tác vệ sinh môi trường và tạo cảnh quan, quán triệt tới các hộ kinh doanh, nhà nghỉ, khách sạn, homestay phải đặc biệt chú trọng công tác phòng dịch, đảm bảo an toàn cho du khách tham quan nghỉ dưỡng. Về công tác phòng dịch, đối với đến với các tất cả các khách sạn nhà hàng với du khách đến với thị trấn, là các khách sạn nhà hàng là cái này nó là cái cơ bản từ trước nay rồi, đã lắm được tinh thần rồi, cho nên là các khách sạn nhà hàng hay là nhân viên hay là du khách đến đây, cái ý thức của người du khách đến đây cũng rất là có ý thức, là hầu như là trong dịch cũng đeo khẩu trang, và các khách sạn nhà hàng thì cũng tuân thủ theo quy định của địa phương và cũng là các chỉ thị của chính phủ của tỉnh đều là tuân thủ và chấp hành đúng theo cái 5 bước để làm sao để chống được tốt cái dịch và cũng đảm bảo tốt cho du khách đến thị trấn. Cùng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của địa phương, mỗi du khách khi đến với Tam Đảo trong đợt nghỉ lễ năm nay cần nâng cao ý thức chấp hành, không lơ là chủ quan bởi dịch bệnh có thể có nguy cơ trở lại bất cứ lúc nào, để dịp nghỉ lễ được diễn ra an toàn.